2004 với 2007. 2004, 2007 đúng rồi. Nhầm. Ta hợp tuổi nhau ấy. 2005 rồi. Thế cho anh giới thiệu màn này đi cùng được không? Đi chơi đâu không? Không, anh đi về luôn ạ. Anh đi về à? Về luôn á. Thế cho anh này mời đi uống nước này. Không, anh đi về cùng. Em rủ đi về rồi. Đi uống tà tưa. Cái đấy mình có bán không em? Dạ có bán ạ. À có bán à? Dạ vâng. Có thể người giới thiệu màn hàng này có bán không? Mua cả chuối cả người luôn. Cả chủ luôn em. Nhưng mà ở đây thì anh thử lựa chọn xem là đã có nào lọ tình nhân chưa ạ? Để anh mua tặng em một lọ như nào? Lọ tình nhân á? Lọ tình nhân á, à? Anh xem là lọ nào giống nhau nhất ạ? À? Lọ tình nhân à? Vâng ạ. Hôm nay anh em mình đang có mặt tại bờ hồ Lục Yên các bạn, trung tâm bờ hồ Lục Yên, trung tâm của chợ hội cội nguồn đất Ngọc ở chỗ mình các bạn. Hôm nay có cái lễ hội không gian trưng bày đất Ngọc. Ở đây thì mọi người có những gian hàng trưng bày ở bên này này các bạn. Đó, mình hiện giờ đang đứng ở bờ hồ và lúc nữa mình sẽ đi vào không gian trưng bày đấy các bạn để ghi hình lại những cái mặt hàng mà ở các xã, các địa phương ở chỗ mình người ta sẽ trưng bày ở những cái gian hàng này, xem có những đặc sản gì. Ở đây có những cái bức tranh mà hôm rồi ở chỗ mình có những cái lễ hội ấy, thì mọi người có chụp ảnh lại và có những cái bức tranh rất là đẹp ở đây này. Đó, bây giờ anh em sẽ tiến sâu vào và đi ghi hình ở trong không gian chợ đất Ngọc ở đây các bạn, không gian chợ quê quay tai. Ôi, cái lễ hội ở Lâm Thượng Lục Yên các bạn. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Đấy. Đàn giỏ. Bơi mảng. Ôi, bây giờ nhiều cô xinh lắm anh ạ. Ừ. Ở đây nhiều cô xinh lắm ạ. Đấy. Thanh niên thì cứ thấy gái xinh ở đâu tom tem vào ngay, nhưng mà đặc biệt là không biết tán gái. Người ta phải để ý chứ. Mắt phải tinh hơn một hôm tí. Hôm nay thì mình cũng ra rất sớm nên là bây giờ mọi người cũng ra chơi không chưa đông lắm đâu các bạn. Vì hôm qua thì có những cái màn bắn pháo bông ở trung tâm bờ hồ này. Lúc nữa mình sẽ chèn những hình ảnh bắn pháo bông ở đây vào để cho mọi người cùng biết đến một đoạn ngắn ở đây nha các bạn nhé. Mọi người đi chơi ở đây này. Có những trang phục của đồng bào người Tày ở đây các bạn. Đó. Và đồng bào người Dao đỏ. Ở đây. Giờ thì mình sẽ đi vào tiến sâu vào nữa. À ui ui. Ở đây có cái ngôi nhà sàn mà người ta... Nhà sàn ở đây, nhà sàn fake các bạn. Cái này là, nhìn nó rất là đẹp luôn đó. Nhìn ở ngoài vào như thật ấy, nhưng mà cái này thì người ta dán một cái bức tranh lên thôi. Okay, cái này là một cái ngoài cái tranh nhưng mà không có đằng sau đâu. Tiến sâu vào không gian chợ quê đất Ngọc. Ôi Mạnh ơi, có cái ghế này. À cái này á? Cái này là cái mà ngày xưa người ta giá gạo giá bánh ở đây này. Thanh niên thì bây giờ mới nhú nên là chưa biết nhiều về những cái đồ như này các bạn. Ôi ôi, các em học sinh, các cô giáo. Nào cô giáo cười nào. Thường. Rồi mình sẽ tiến sâu vào trong không gian chợ quê đây. Ở đây thì mọi người sẽ có trưng bày của những xã ở trong này các bạn. Thanh niên hôm nay có đi tán gái không? Có. À có à? Có. Hôm nay về quê mình rồi nhá, về đất nhà mình rồi. Nên là xem có bạn nào xinh xinh thì vào mà nói chuyện tìm hiểu đi. Thì đất nhà mình thấy nó còn... Ồ đây là có những chùm móc này các bạn. Quả móc à? Đúng rồi, quả móc. Quả móc ơi. Và có những đồ nông sản như ngô này. Và những đồ ấy mình để mình nào sắn này. Em nhìn từ quả giả cơ. Mắc khén. Rau dớn các bạn. Mắc khén này. Đây là củ khoai đây các bạn. Khoai mì. Khoai sọ. Mọc vịt à? Ồ, anh lại quay em à? Ồ. Sáng sáng nhiều người quay em lắm rồi đó. Xinh lắm thì mình mới quay chứ. Rồi, bạn đẹp sẵn rồi, không phải chỉnh ở đâu. À, vâng ạ. Cái này là ở Minh Xuân các bạn. Không gian chợ quê ở xã Minh Xuân. Anh thì mổ, em không ngon thì anh thì... Lời lãi không quan trọng. Nhưng mà nhà em ở đâu? Em ở Minh Xuân, anh có thể Minh Xuân này à? Anh chưa để ý. Cho em cái ạ.
Hán mới biết à? À nó khiếp anh ơi, sao sành điệu thế? Em chưa được nói cái này bao giờ đâu nè. À nó anh kẹp vào đâu, kẹp vào cái vòng của em đây này. Anh quảng cáo cho em cái vòng này, bán cái vòng này ở em cái. Đấy. Anh bảo em nói gì nhỉ? Anh vào đây diễn một tí đi. Đâu anh diễn là phải mua ấy, anh nhá. Vừa rồi bạn cho mình thử một miếng cốm mọi người. À có mọc đúng không em? Đây là mọc vịt anh ạ. Nhưng mà nó làm từ cái gì nhỉ? Bột. Mọc vịt này thì sẽ là bột gạo nếp với cả gạo tẻ trộn với nhau, xong rồi mình rang lên. Rang lên, còn thịt vịt này thì mình sẽ là lọc thịt vịt ra. Vịt này phải là vịt Lâm Thượng nhá. Vịt Lâm Thượng cơ? Dạ vâng. Mà có hiểu vịt Nghi Xuân. À thứ nhất là vịt là phải là vịt Lâm Thượng, bởi vì ở trên Lâm Thượng người ta làm nước đầu nguồn nó rất là sạch. Đấy, bắt vịt ở trên Lâm Thượng xuống đây làm. Dạ vâng ạ. Bà con giờ gì ạ? Anh lấy mấy cái đi em cho túi nhở. Anh nên là thằng có cháu là thật và nên cháu. Được không anh? Dạ. Có chị hai gói này nhá. Dạ vâng ạ. Thằng Viên đi. Ngon vậy. Thằng Viên. Thật ra là nó là đặc sản, nên là đặc sản của từng vùng quê ấy, nên là có nhiều người sẽ là hợp khẩu vị và không hợp khẩu vị. Nhưng nói chung là gọi là đặc sản thì mình cũng nên mua 1 đến 2 gói để mình mang về làm quà. Vì nó rẻ mà, có 30.000 một gói thôi. Hôm nay em mang ra giao lưu ạ. Vâng. Toàn thịt không đây, giao lưu là chính anh ạ. Mày ăn thử không? Ủa, em 1-2 gói. Thế em ăn thử thế nào? Dạ, ui dồi ôi, khiếp, em ăn từ sáng rồi, một mình em ăn hết một gói rồi anh ơi, béo lắm anh ơi. Em bây giờ em phải ăn thử trước đi, không có sợ anh mình lại dính phải bùa yêu đấy em ạ. À, đấy, những gói này đúng không? Dạ vâng ạ. Một vịt của... Nhà em ở Minh Xuân anh ạ. Thuận Thêm đúng không? Dạ không ạ, nhà em ở Minh Xuân, nhà em là nhà Tiến Tuyết ạ. À dạ. Vâng, Thuận Thêm em không biết là đang bày ở đâu đâu. Ở đây có những mặt hàng như mọc vịt này các bạn. Mọc vịt này, bánh cốm vịt này. Là 10, có bánh trứng đen. Lấy cháu lấy 10.000 đâu. Bánh chuối nữa các bạn. Và đặc biệt nữa thì có cốm. Ô cái bánh này là bánh gì đấy? Bánh ốc. Cái này là trà lam vừa làm. À trà lam à? Trà lam mình kháo à các bạn. Ao chục phát đó. Cơm lam chục phát à? Dạ có cơm lam anh, cơm lam tím luôn anh ơi. Chục phát là 10.000 đấy các bạn. Đây, trong này là một tím này. Cơm lam này là ở đây có những cái mặt hàng nông sản này các bạn. Có mắc khén. Cây này là cây nướng, cây này phải là cây nướng. Sao mà làm được anh? Cây nướng nó chả cháy kìa. Thuốc cao chứa xương khớp ạ. Đây là cây hóp ấy. Và đặc biệt nữa thì có những trang phục của cây hóp ấy. Đầu vào người Tày ở đây. Minh Xuân thì cũng chủ yếu là người Tày đúng không các bạn? Anh lấy cái màu vịt mới cho 50.000. Đây cho anh cái nữa. Thế ủ em hái này nhá, 30.000. Bao nhiêu? Vâng ạ, cái này to hơn mà, cái này bé hơn. Nó có hai loại ấy. Bây giờ ống nó to thì mình làm to, ống bé làm bé thôi. Ok anh, à anh ơi. Đây. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Ở phía bên này mình thấy có rất là nhiều đồ đấy bạn. Cảm ơn nhá. Vâng ạ. À có gà thiến này. Cái này xịn quá anh ơi, em chưa được nói cái này bao giờ đâu. Cái này thì thuốc chữa tai biến, mạch máu não. Đó. Ô, cái này là cái gì đấy ạ? Nhé. À thuốc đại tràng à? À và... củ tham lam á. Rồi. Không gian chợ quê của xã Minh Xuân các bạn. Mình đi tiếp để sang một cái xã khác nhá, vì là những cái xã nào mà mình sẽ ghi hình từng xã đấy. Xem có những đặc sản và có những cái hương vị gì của địa phương. Đây là xã Khai Trung. Khai Trung thì chủ yếu là đồng bào người Dao sẽ đông hơn và đồng bào người Tày nữa các bạn. Ủa có xôi đẹp không nhỉ? Canh gà hầm thuốc Nam dân tộc Dao đỏ. Ở đây có những mặt hàng cho em vào tham quan một chút nhá. À cái mâm này là mình để làm gì đấy ạ? À trưng bày ạ. Đây là có phải uống rượu à chị? À uống nước thuốc ạ. À vâng. Ở đây có những cũng có những vị thuốc những cái nón của đồng bào người Dao đỏ này thì chỉ có những ngày làm cô dâu. Cô dâu ạ. Đúng rồi, làm cô dâu thì mới được đổi đâu đúng không? Còn bên dưới này được đúng không ạ? Cái này là cái khăn đội bình thường ạ. À cho em thổi thử cái khèn kia được không? À được, khăn đội đầu ấy có được cái đây là cái khèn này. Để xem mình biết thổi không nha các bạn nhá. Cái gì thổi là nó kêu đúng không? Ồ. mô hình. Em không phải đâu, khèn thật đấy, nhưng mà người ta tháo cái nó kêu ở trong này rồi. Tu Va, nhạc cụ dân tộc Dao đỏ. Mình sẽ gửi đây một chút. Để mình ở đây có những cái mặt hàng rất là nhiều đấy các bạn. Có cái chỗ xôi bằng cây cọ này, bằng gỗ, bằng cây cọ này.
và có rất là nhiều trứng gà, trứng vịt. Thì không gian của từng xã thì sẽ có một cái hương vị, một cái đặc sản khác nhau các bạn nhé. Xã Liêu Đô. Đó, đây là xã Liêu Đô. Để xem mình trong xã Liêu Đô sẽ có những cái đặc sản gì. Trong mình xã mình có những đặc sản gì đấy ạ? Anh ơi, à, xúc xích à? Đây, bánh em có rất nhiều. Châu sấy, rồi măng khô, rồi rượu. Ăn thì ở kia là bánh dày đúng không ạ? À, đúng rồi, kẹo về tuổi thơ đây các bạn. Kẹo về tuổi thơ đây. Hồi nhỏ mình hay làm những cái kẹo này. Kẹo kéo. Kẹo kéo ấy. Đây là kẹo chính, đây là kẹo kéo đây này. À vâng. Đây là kẹo kéo đây các bạn. Hồi nhỏ mê cái kẹo này lắm. Có mắc khén là hạt dổi đúng không ạ? Có hạt dổi này. Có măng ớt các bạn. Đó, hạt dổi đây. Có măng ớt. Rượu sữa cốm nữa, rất là ngon. À, rượu sữa cốm à? Rất là ngon. Là rượu từ cái sữa gạo non đấy à? Châu sấy cốm. À, châu sấy à? Đâu, châu sấy đâu? Châu sấy. Còn à, kia mấy bạn nào? Trong này có bánh dày. À, vâng. Bánh dày này là giá, mình giá. À, châu sấy ạ. Giá tay đấy, chứ không phải. Vâng, thịt châu sấy này các bạn. Là bây giờ người ta nghĩ. Đó, người ta sẽ hút chân không ở bờ biển, nếu mà để ngoài thì sẽ bị ẩm mốc mất. Bò khô à? Làm xưởng à? Và có măng dối này các bạn. Ở Liêu Đô chủ yếu cũng là đồng bào người Tày, cũng là nhiều các bạn, người Nùng nữa. Và có cả đồng bào người Kinh nha các bạn nhé. Đấy. Thì có gì ủng hộ tân hàng của mình nhá. À dạ vâng. Tiếp nữa thì đến xã Mường Lai đây. Xã Mường Lai để xem nào, ở trong này có những mặt hàng gì. Xã Mường Lai thì chủ yếu thì có những cái giỏ này, người ta chắc là mình nghĩ là người ta đan tay thôi các bạn. Mình bước vào trong này một chút. Mình kết cái nón tày này. Vâng, cái nón tày đó bạn. Cái này thì bưởi Mường Lai các bạn. 100% mà đan bằng tay rồi. Bưởi Tân Lạc trồng ở Mường Lai. Bưởi Tân Lạc. Bưởi hồng. Cái nón tày này. Ở phía bên này nữa. Của em mình không xách được. Mua hết đi ạ. Mua hết à? Mua của em thôi. Tiếp tục đến xã Tô Mậu đây các bạn. Ở đây thì mình xem có những gì trong này. Đầu tiên thì có những trang phục của đồng bào người Dao quần trắng ở đây các bạn. Đó. Đồng bào Dao quần trắng. Và có những mặt hàng của địa phương mình, như cái giỏ. Ôi, cái đèn hay nhỉ? Bây giờ mình vẫn còn thấy những cái đồ mà cổ ngày xưa các bạn. Cái này là cái đèn măng sông. Đèn măng sông to. À. Bình rượu con gà. Từ hồi chiến tranh rồi sao? Cái về treo hay con. Cái này đèn măng sông ấy. Đèn măng sông. Cái bình này là bình thuốc sao đấy, nhầm. Bình thuốc hay bình thức ăn này? Cái còn đồ cổ các bạn. Ở đây có mình nhà anh à? Anh Mạnh. Vì anh là mọi người đang bận. À vâng. Thì một người anh của mình ạ. Anh bây giờ đang ở xã Tô Mậu. Xã mình có những đặc sản gì anh? Đây có đặc sản nhất là cốm. À cốm ạ. À, cốm này, rượu cốm này, bánh cốm này. À vâng. Rượu cốm, bánh cốm. Ở đây thì mình thấy hầu như xã là toàn những cái đồ từ ngày xưa các bạn. Gốm này, những cái bát sứ, bát sành từ ngày xưa đấy các bạn. Đó. Giờ mình sẽ bước sang một cái xã khác các bạn. Hương cốm. Từ xã mình ở đâu đấy? Minh Chuẩn quê em. Đây là cái xã mà mình nhá. Mọi người, nhiều người hỏi mình bảo là mình ở xã nào. Về Cơm Lam. Thuộc về huyện Lục Yên. Thì xin trả lời các bạn là mình ở xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên nhá các bạn nhá. Và cái này tỉnh Yên Bái. Đó, chứ không phải là mình ở trên Lào Cai đâu. Châu Sấy à? Đấy. Ăn một Cơm Lam anh ạ. Về đúng cội nguồn đất mình ấy nhỉ. Châu Sấy ăn với Cơm Lam á. Đây sẵn Cơm Lam này. Đấy, Cơm Lam đi ạ. Có vài ông Cơm Lam để ăn Châu Sấy ơi. Có rượu bên kia anh ạ. Bên kia cả rượu rồi. Chị phép có hai ống Cơm Lam để ăn cho sấy với không được ạ? Có cả rượu rồi, xăm rượu rồi. À có rượu cốm ấy nhỉ? Cơm Lam thì cho sấy rượu cốm. Đấy.
đây này các bạn, ở xã mình cũng có những cái mặt hàng như kiểu cơm lam này, bánh bánh năng đúng không? Bánh nắng. Cái này là bánh chưng ngủ này. Bánh cốm à? Mật mía. Ôi thơm lắm bạn. Đó, thơm lắm. Mật mía. Em ơi. Ngon đây, khẳng đây ạ. Toàn những cô, những gì của mình ở đây. Thêm à? Đây, mật gì thêm đây. Hoa kỷ đâu? Gian hàng của Minh Chuẩn thì cũng có những trang phục của đồng bào người Tày đây. Đó các bạn, bà có những cái chài. À, cái lưới các bạn. Có những cái nón Tày ở đây này. Khác với những nón Tày ở những xã khác nha các bạn nha. Cái này là nón Tày làm cọ luôn ở đấy này các bạn. Việt Nam là cọ. Và có thịt mắm này. Cái thịt này mọi người có thể đem về và để trong tủ lạnh có thể ăn được rất là lâu nha các bạn nhé. Từ ngày xưa các cụ ở trên mình bảo quản thịt thì sẽ làm mắm này. Cái này ở trong này sẽ có giềng và có lá cơm đỏ các bạn. Có rượu và mắm muối mì chính. À không có mắm muối mà mì chính thôi. Đó. Sẽ có video mình làm chi tiết và chỉ cách mọi người bảo quản những cái đồ như này. Rất là ngon. Cái này mọi người để tủ lạnh có thể ăn được rất là lâu các bạn. Và nếu mà vào mùa đông thì các bạn có thể để ngoài không ảnh hưởng gì cả, không bị làm sao. Đặc biệt nữa là cốm quê hương mình. Đó, rất là non và xanh luôn. Rượu cốm, mật ong, sáo bầu. Cái này là sáo bầu. Nhà hơi ồn một chút này mọi người thông cảm nhé. Cái này em thổi bé thôi, thổi nhẹ thôi. Đấy. Thanh niên thì không biết thổi rồi. Ở đây nó có cái lỗ đây này. Em phải bịt cái lỗ này vào thì em mới thổi được. Hiểu chưa? À bịt lỗ dưới á? Thật nào? Em thử ra tiếng cơ. Không. Có ra tiếng luôn. Cái này là có phải ấy đâu. Cái này là hàng. À cái này cháo thật, cháo thật. Thì thổi lại. Thổi ra tiếng mà, anh thổi nhẹ thôi. Anh thổi mạnh hơn em ấy. Ờ. Tuyệt vời đấy, năm ngoái. Anh biết hết lỗ ở đâu nữa. Lỗ ở sau rồi kêu ấy. Mình không biết sáo âm cụ đào cụ gì cả. Sáo. Ôi thôi rồi. Cả nhà người ta cười chết. Hay ở đây là có nhiều người yêu lắm đấy. À ở đây mình sẽ có trà sơn mật hồng sâm các bạn. Cái này là đem mọi người có thể đem về đun như kiểu pha trà các bạn, người đun nước sôi và có thể cho một chút vào. Cái này có cái vị rất là thơm nhá. Cái này mình xem nào. Công dụng bổ thận mát gan, lợi mật, giảm độc gan, hỗ trợ điều trị viêm gan, sơ gan, an thần giúp tiêu hóa, chữa mất ngủ, nội tiết kém, tiêu mỡ làm bình ổn huyết áp. Nhà hơi ổn một chút. Chắc là mọi người không ấy đâu. Ở đây mình thấy có cái gạo. Cái này là gạo gì đấy? Gạo nếp cẩm à? Gạo nếp cẩm. Gạo nếp, gạo thẻ. Mang dối các bạn. Ăn thử miếng ấy. Thôi cái này phải sôi lên. Đem về ngâm rượu thôi. À. Cái đó. Nó tôm. Ôi, vướng quá mình không lấy ra nữa. Trong 24 xã ở địa phương mình thì nếu mà mình ghi hình chi tiết thì sẽ rất là lâu để mọi người biết đến những cái đặc sản ở vùng miền các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ ghi hình sơ qua một chút về những cái các xã khác nữa. Còn bây giờ mà ghi hình từng chi tiết từng món từng đặc sản thì sẽ rất là lâu luôn. Mình thấy không gian văn hóa của xã Lâm Thượng có rất là nhiều mặt hàng ở trong này. Để mình vào ghi một chi tiết. Đầu tiên vào cũng có những cái hũ mang chuối ngâm rồi. Thịt mắm các bạn. Chuối ngâm.
Chuối ngâm á? Loại chuối ngâm. À, loại chuối ngâm. Non chuối muối. Có da trâu muối này, loại chuối ngâm này, có măng chua này, có cơm lam này. Cái này không biết là cái gì đâu. Chắc là mình nghĩ là à, cũng cơm lam hay sao đấy ạ? Bánh đậy. Mày đậy, mày đậy. Bánh mày đậy. Có những cái đồ nông sản đó các bạn. Đây đồ đồ ở đấy thì à, Lâm Thượng thì cũng rất là nhiều đồng bào người Tày, chủ yếu cũng đồng bào người Tày đó bạn. Lâm Thượng. Xã Mai Sơn à? À đây, thanh niên nó cao nên là có thể đứng nhìn từ trên cao xuống. Biết ngay ở trong xã Mai Sơn có một bạn xinh xinh nên là mình sẽ đi vào đấy để hỏi xem xã Mai Sơn có những gian hàng gì trưng bày trong này nhé các bạn nhé. Xã Mai Sơn, thanh niên bảo là ở trong này có một bạn xinh lắm. Ôi ôi, hai bạn da đỏ xinh thế, đi cùng mẹ à? Mẹ em đây đúng không? Con chào cô ơi, nhà cô tuyển con rể chưa? Chưa tuyển, cô đang ký đấy. Ôi con tuyển con rể đây, để con ứng tuyển với. Nhà cô ở đâu ạ? Tân Phượng. Tân Phượng ạ, đây là... Rể mà bây giờ đang tuyển. Đang tuyển à? Ôi cho con ứng tuyển với. Đăng ký thì bây giờ cô ạ. Thế cho con cho bạn này ứng tuyển được không? À. Ê, có rồi. Lên giống à, giống ạ. Cái đấy không phải là nhẫn cưới đâu. Em tìm hiểu em mấy xem. Không phải nhẫn cưới đâu, đấy là người bạn ấy đeo vào đấy thôi. Một lần đấy, có cái lễ hội gì ấy nhỉ? Nhưng mà không chưa gặp. Lễ hội người nào? Đấy em có đi không? Dạ có ạ. Có. Vâng. Em có đi trình diễn trên đấy không? Dạ có, em có thì. Sao anh không thấy nhỉ? Hay là lúc đấy anh không để ý nên là thấy. Bỏ lấy một bông hoa xinh như này. Ờ, em quay trước anh lên Tân Phượng sao em không, anh không gặp em nhỉ? Hay là mình chưa có duyên đúng không? Em tên là gì? Em tên là Sinh ạ. À. Sinh à? Vâng ạ. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2003. 2003, sinh năm 2003. Tên như người anh ạ. À. Tên như người. Tên đúng như người đúng không? Ơ thì Sinh có người yêu chưa? Vâng ạ, em có rồi ạ. Em có rồi à? Ờ thế là ngoài ra là cái nhẫn kia là có chủ rồi đúng không? Vâng ạ. À, thế thanh niên này không thế có cơ hội rồi. Rồi. Thanh niên này mất cơ hội rồi. Vâng, em xin phép. Vâng, anh cảm ơn nhá. Chúc em đi chơi hội vui vẻ. Bay minh chuẩn đi. Đây thanh niên bảo là có bạn nữ sinh đây, muốn vào tìm hiểu làm quen đi, vào đi. Sẽ làm quen luôn ạ. Không, nhờ mình đang muốn tìm hiểu cửa hàng ở nhà. Bà đứng từ xa mà nhìn trên cao nhìn xuống bảo ở xã Khánh Thiện có một bạn xinh lắm nên là bây giờ muốn vào đây để. Xã gì? Hàng này là gian hàng của trường quê xã Mai Sơn ạ. À, Mai Sơn đúng rồi, Mai Sơn. Dạ vâng. Ở xã Khánh Thiện ạ. Đấy. Thế gian hàng của mình có những mặt hàng nào bạn có thể giới thiệu được không? Gian hàng của bên em thì có mặt hàng đó là chổi cơm, chổi chít, khăn để đựng thốt lên để bằng băng chả thịt gà, các bình bưởi ngọt ạ. À, bưởi ngọt à? Có thịt lợn mắm. À, thịt lợn mắm. Mắm ạ, nem mắm ạ, cá tối. Như là chuối, đây ạ, sau đó là chuối khô ạ. Chuối tiêu khô để làm bánh chuối á. Bánh chuối đấy à? Dạ vâng ạ, đây ạ. Đây là sản phẩm chuối bánh chuối ạ. Đây là chuối phơi khô ạ, làm bánh chuối ạ. Vâng ạ. Được bà con khi nào mà chờ chuối chín sau đó mới thái lát ra lát mỏng. Một quả chuối chúng mình sẽ thái từ 3 đến 5 lát, sau đó là phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc là khói bếp ạ. Cái đấy mình có bán không em? Dạ có bán ạ. À có bán à? Dạ vâng. Có thể người giới thiệu mặt hàng này có bán không? Mua cả chuối cả người luôn. Cả chủ luôn. Nhưng mà em không phải là người trực tiếp sản xuất ra quả chuối này, em chỉ là người gián tiếp để bán các mặt hàng với mọi người thôi ạ. Chỉ cần người giới thiệu bán là được rồi, đồng ý bán là được. Ở bên này mình thấy có những cái đầm mặt hàng nữa các bạn.
Cái này là bánh trưng à? Vâng ạ, đây là bánh trưng phù ạ. Bánh cốm và xôi. Bánh cốm á? Vâng, đây là bánh cốm ạ. Mùa này thì đang làm bột cốm mà nên là đi các xã nào cũng có một cái bánh cốm này. Chứ bánh cốm thì nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi ạ. Vâng, đúng rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Vâng. Đặc biệt nữa là cô giới thiệu này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không? Dạ chưa. Không nhỏ à, xinh như con nhỏ đúng không? Thế mình là người Tày đúng không ạ? Dạ em dân tộc, trang phục dân tộc em đang mặc là dân tộc của em luôn ạ. À. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Đấy. Ở đây cũng có những trang phục người Tày này. Đó, người Nùng này các bạn. Của dân tộc luôn ạ, dân tộc Tày. Đây là áo của cô dâu ạ. Cô dâu đúng không ạ? Cô dâu người Tày. Ở Thái. Đây là một trang phục mà chúng em sẽ dùng mặc ở những chương trình lễ hội như ngày hôm nay chẳng hạn ạ. À. Còn bộ này thì chỉ để mặc thường ngày thôi ạ. À, thường ngày đúng không ạ? Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Gian hàng của gian hàng chợ quê Mai Sơn chúng em ạ. Ừ, nếu mà dễ ghé qua thì phải bán ấy cơ. Dạ nhưng mà quan trọng là người mua sản phẩm gì ạ thì chúng em mới biết. Tôi mua sản phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh là được không? Cái này là để cháu mua bán trưng bày ạ. À mua và bán à? Dạ vâng. Thế đây có phải là mặt hàng trưng bày không hay là mặt hàng để? Mặt hàng này di động ạ, không để trưng bày ạ. Không để trưng bày. Chứ không trưng bày có bán không ạ? Có bán ạ, nhưng mà đây là mặt hàng di động ạ. Vâng ạ. Anh cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Đi ôi ở đây có những em tổ bằng đá này các bạn. Kê để làm lọ hoa đúng không ạ? Dạ. Làm lọ hoa đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đá cuội suối ạ. À. Có bồn rửa, bồn rửa mặt. Bồn rửa mặt các bạn. Bằng đá luôn. Đây là bồn. Bằng đá. Luôn. Qua bàn tay khéo léo của con người đã tạo nên những cái sản phẩm rất là độc đáo như thế này. Thế mà anh cứ tưởng là đồ tự nhiên cơ. Nhưng mà ở đây thì anh thử lựa chọn xem là đã có nào lọ tình nhân chưa ạ? Để anh mua tặng em một lọ. Lọ như nào? Lọ tình nhân á? Lọ tình nhân á, à? Anh xem là lọ nào giống nhau nhất ạ? À? Lọ tình nhân à? Vâng ạ. À. Không, mình chỉ lấy lọ trái tim thôi bạn. Nếu mà lọ tình nhân thì mình để mình xem là có những lọ nào giống nhau này các bạn. À thế các bạn thấy có những lọ nào giống nhau chưa? Anh thấy chưa có lọ nào giống nhau đâu em ạ. Thế thì em mới chỉ có duyên gặp nhau thôi. Có lọ chống lọ mái không bạn? Em cũng chưa biết được lọ nào là lọ chống và lọ nào mái ạ. Có lọ chống lọ mái là một cặp chứ. Còn có lọ tình nhân nữa cơ à? Vâng ạ. Ừ, hôm nay anh mới nghe thấy đấy. Em mới nghe thấy. Thế không phải gì đâu. Rồi anh cảm ơn. Anh cảm ơn nha anh nói chuyện. Cho bánh đi. Bánh không phải. Phía bên này thì mọi người đang có những cuộc thi gói bánh ở đây các bạn. Vừa rồi mọi người cũng gói bánh xong rồi. Và bây giờ thì sẽ anh như là phía bên này đang chuẩn bị thi này các bạn. Để mình sang bên này ghi hình cho mọi người xem như này. Còn là tối nay mình sẽ ghi hình những gian hàng chi tiết ở xã khác nữa các bạn nhé. Cuộc thi đốt lửa để sôi bánh này các bạn. Mọi người sẽ đốt lửa lên và có những chõ sôi này để sôi những cái bánh mà vừa rồi có phần thi gói bánh các bạn. Có một thiếu nữ trẻ như này mà gói bánh giỏi thế này á? Giỏi lắm. Trước tiên chụp ảnh nhiều vào đấy. Rồi. Cho lên. Kéo tay phết nhỉ? Cho màn đầu nhá. Anh phải nháy lia lia vào, anh phải nháy lia lia vào. Trời ơi, tí nữa xôi bị dâu. Lá xong. Cái này sôi khoảng bao nhiêu thì sẽ chín hả? 30 phút là sẽ chín đúng không ạ? Nhanh lên, cái này muốn nhanh phải đăng quay live vào.
Ở đây thì có một ấy đâu, ở đây có những cái chó này các bạn, cái chó sôi. Ơ thế cái này là mình đan à? Cái chó này đan anh ạ. À đan luôn à? Ôi dồi. Cái tre nhìn nha. Sơ cơ mắm nó khô, cơ mắm nó không bị ướt. À không bị ướt à? Lần đầu tiên mình thấy các bạn. Cái này là đan bằng cái chỗ xôi, là đan bằng tre luôn các bạn. Bằng tre. Nó khô cơm lắm này, đinh bằng đồng đấy ạ. Đinh đồng luôn. Ôi dồi. Cái này lần đầu tiên thấy ấy. Cái này muốn nhanh cũng không được các bạn, vì cái bếp nó nhỏ mà. Các bạn nhé, hôm nay là mình có bánh chuối, bây giờ là đến công đoàn à. À cái đây là bánh chuối à? Vâng ạ, đến công đoàn là bắt đầu xôi nhá. À xôi chờ 30 phút là nhìn là có bánh chuối. Một lúc nữa tầm khoảng 30 phút sau thì mình sẽ quay lại đây và thưởng thức cái bánh chuối. Các bạn ở đây có cái chân phục hát then ở đây các bạn, hát then tày. Dạ vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn quý du khách, cảm ơn đã chú ý lắng nghe. Quý vị có thể nhận một đằng pháo tay tặng ấm để dành cho các cháu có được không ạ? Dạ vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho các đội có một phần thi cũng như có được điểm rất cao. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái này đi chơi hôn này. Sao còn một mươi tỷ.
được đâu. Xinh quá rồi. Em tên gì? Em tên Nhi ạ. Nhi à? Nhi học lớp mấy? Em không đi học nữa anh ạ. Em không đi học à? Em sinh năm bao nhiêu? Em 2007 ạ. 2007 à? 2007 là năm nay học xong mới chứ nhỉ? Đã chưa học xong mà em... 2007 là nghĩa ra năm nay học 12 mà. 11 11 chứ. Nhi không nào, Nhi ở đâu? Nhi ở thị trấn huyện này luôn à? Em ở tổ 2. Ở tổ 2 à? Vâng. Nhà tổ 2 luôn á? Dạ. Em ở tổ 2 luôn á? Tổ 2 thị trấn như thế này luôn. Thế hiện giờ Nhi đang đi làm đúng không? Vâng, đang đi làm. À, làm ở quanh em làm ở đây luôn. Làm đây luôn. Chắc là một cái gì đó về nền tảng đất ngọc đúng không? Em lai đặc quý. À đấy, mình biết ngay mà. Ở Lục Yên thì có cái đất ngọc, đất ruby các bạn. Và có những đá phong thủy ấy. Nên là những các bạn trẻ bây giờ thì đam mê về kiếm tiền hơn. Và đam mê về học chữ. Đúng không? Chị có người yêu chưa? Dạ em chưa. Cho anh giới thiệu anh này được không? Hả? À? Cho anh giới thiệu anh này được không? Anh cao to đẹp trai được không? Không được à? Hả? À? Đứng vào gần đi. Đây, đẹp đôi hợp. Hợp đôi thế này mà. Đúng không? Bình thường là như nào nhở? 203 với 207 là rất là hợp nhau ấy nhá, hợp tuổi ấy. 204 với 207 đúng rồi. Nhầm. Đã hợp tuổi nhau ấy. 205 rồi. Thế cho anh giới thiệu bạn này đi cùng được không? Đi chơi đâu không? Không, anh đi về luôn ạ. Anh đi về à? Về luôn á. Thế cho anh này mời đi uống nước này. Không, anh đi về cùng. Em chủ đi về rồi. Đi uống tà tưa. Xin đi về cùng anh ạ. Xin về cùng em có cho đâu. Ừ, thế cho bạn này phương thức liên lạc này. Gian hàng trưng bày của huyện Lục Yên đây các bạn. Trung tâm huyện Lục Yên rất là đẹp và được đầu tư rất là quy mô này các bạn. Đó, khá là xài. Đây đây, đây. Và rất là đẹp ở đây luôn nữa. Toàn bộ được đan bằng cái nứa tre. Nứa bằng tre. Oh, cái này như kiểu một gian bếp thật luôn đấy các bạn. Đó. Có đây đều đầy đủ hết những không gian của căn bếp ngày xưa các bạn. Bếp củi đây. Có cháu có chạm. Chài, hoa quả. Và hồ đồ làm bếp. Bếp thức phải không? Bình đồng. Gà tần Thông Nam đấy ạ, rất là gà tần Thông Nam các bạn. Đặc sản đấy ạ. À.
ở đây có những vị thuốc này, vị thảo dược khô ở trên Tây Bắc mình nha các bạn. Có mật ong, có rượu nếp đục và có những đặc sản như thịt trâu sấy, nạp sửa, thịt lợn sấy các bạn. Thịt ba chỉ sấy này, nạp sửa nữa các bạn. Có đũa tre, có chẩm chéo và có rất là nhiều có ạ. Vâng, có rất là nhiều những cái mặt hàng đặc sản ở trên Tây Bắc mình ạ. Cái này là thịt trâu khô ạ. Trong cái gói thịt trâu có một gói chẩm chéo đi kèm nhá. Dạ vâng. Rất là ngon ạ. Về mọi người chỉ cần bắt nóng lên là ăn thôi ạ. Dạ. Đây là chẩm chéo, chẩm chéo khô nhá. Chấm chéo khô, chấm chéo ướt, chấm chỉ luộc hoặc là chấm rau, tất cả mọi thứ, chấm hoa quả sữa. Dạ vâng. Đó các bạn, có rất là nhiều. Phía bên này nữa này các bạn, có những gian hàng này đều được trưng bày những cái mặt hàng ở trên mình, những cái đặc sản và những cái đồ trên Tây Bắc các bạn. Ồ, gian hàng này thì được trưng bày cả những cái đá phong thủy các bạn, đất ngọc. Đó. Vượt trội, dễ sử dụng, hiệu quả kinh tế cao, là sản phẩm được phân phối rộng khắp trên thị trường. Đây là cái bánh chuối các bạn mà vừa rồi mọi người gói con bà xôi lúc vừa rồi mình vừa ghi hình ấy đó. Giờ thì ban giám khảo đang đi chấm điểm từng gian và từng cái xã một các bạn. Đồng bào dân tộc Tày đường chúng tôi mỗi dịp Tết đến rằm tháng 7 là những người con gái, con rể đều có những cặp bánh chuối để dâng lên bàn thờ và điều đó đã xanh màu nông nhạt và trong khi đó đã xanh màu mà hôi mùi vị của chuối và một mùi thanh của đậu xanh và béo ngậy của lạc vừng và mùi thơm của lá. Và ngay sau đây tôi xin được mời ban giám khảo cũng như các du khách thập phương hãy vào gian hàng vào khu vực thi của chúng tôi để nếm những chiếc bánh chuối do các chị em tự làm ngày hôm nay ạ. Bán được nhiều hàng chưa? Nhiều lắm rồi ạ. Chào mấy em. Người quen. Hôm nay không mặc trang phục của đồng bao người da đỏ mình nữa à? Hôm trước làm cô dâu mà chưa mặc ấy. Bộ kia đúng không? Đâu nhỉ? Trước làm cô dâu đúng không? Nhưng hôm nay không làm cô dâu nữa à? Sợ bị bắt gì? Làm một lần nữa chứ. Hôm nay làm cô bán hàng. Món cười áo đi, món cười. Tính hết chợ không gì nữa. Món lắp cười một cái áo đi. Ở đây là hàng rồi. Anh luôn đâu mẹ em đấy không? Có trước trong cái lễ hội phục dựng lại đám cưới của đồng bào người Dao đỏ ở trên vừa tổ chức lại đám cưới thì màn hiệu là một cô dâu ấy đó các bạn. Em không nhọc đóng giả làm cô dâu đấy. Hôm nay cô sợ không? Hả? Thế là ví dụ mình đang ăn nhỏ em. Mới tổ chức cưới như thế thì phải ấy đúng không? Bây giờ là thành là mình là người có chồng à? Diễn à? Cô dâu 16 tuổi. Cô dâu 16 tuổi. Tảo hôn đấy, đợt này không dám lấy nữa. Không dám lấy. Việc lấy là phòng pháp tảo hôn, không dám lấy nữa. Thôi, cháu đăng ký trước cho. Không mà do đủ 18 mà lấy là vừa. Thật thì cho lấy.
Thôi mặc như này cũng được em ạ. Mặc này cũng xinh mà. Em mặc gì cũng xinh. Thật. Đâu, đó là dân tộc của em. Đây là chị gái em luôn. À. Chị gái ruột à? À mẹ chồng. À, mẹ chồng. Mẹ chồng hôm nọ đấy gì? À. Thật luôn. Đâu mẹ chồng đâu, là ai? Tao còn nhẫn như nào? Nhẫn đâu? Có nhẫn chưa? À, đây mẹ chồng đây. Mẹ chồng rồi. Nhận chưa ạ? Mẹ chồng sinh năm bao nhiêu đấy? Mẹ chồng còn trẻ. Trẻ à? Anh đang bảo mẹ anh tí sang anh hỏi phát mà đã bảo mẹ chồng rồi. Đúng rồi. Ôi trời mẹ rồi. Mẹ ơi. Mẹ toàn kiểu đấy đó, mẹ bé con thì mẹ mà có sót cái đi mày nhận chứ. Thế đi một mình ra này không sợ trai phố nó bắt à? Hả? Thế anh kéo về nhà luôn bây giờ. Bắt là báo công an đấy. Đâu. Nghe cho thông báo chứ. Sao mà báo được? Luôn cuối gì nữa đâu. Ngất rồi. Ông em một cọ á. Mà có ọt được không? Có trưng bày à? Bữa thèm cọ nhỉ, có quả cọ. Mua về tự ỏm cũng được. Nhưng mà anh không biết ỏm, không ai ỏm cho. Em ỏm với anh nhá. Được. Chắc chưa? Bây giờ nhá. Hay về nhà anh ỏm? Về nhà. Về nhà anh nhá. Về nhà ỏm. Nhưng mà em đi ỏm cho anh nhá. Được, chắc chưa? Bao tiền một cân mà bán trắng này à? Quả cọ này. Quả cọ kia bán thế nào? Nhưng mà mua có tặng người không? Tặng chủ không? Phải tặng kèm chủ chứ mới mua chứ. Mua không về có ai ỏm vào đâu. Về mua phải tặng kèm quả chủ về người ta ỏm cho anh cho ăn chứ. Hôm nay anh tưởng em đi thi người mẫu ở chợ. Em đi rồi. Em đi. Thôi bắt tóc mình nhá. Đá cái kia đi ra đây. Đá cái kia đi. Những chiếc non lá của người đồng bào người Tày này thì sẽ được đan thủ công luôn các bạn, đan bằng tay. Ừ, đan bằng tay. Đó, cái này thì đan cũng vót bằng tay rồi. À, đan cũng vót bằng tay hết ạ? Ừ, bằng tay hết. Đây các bạn. Còn cái cọ. Cái này thì người ta làm xong rồi. Rất là đẹp. Cái này là cọ đúng không? Ừ. Cọ non đấy ạ? Cọ non đấy, về hơ qua lửa xong là phơi nắng. Hơ có lửa mới phơi nắng ạ? Những cặp hả vừa có mười con. Trắng. Mười ấy. Cắt trá cắt mười. Một cái nón tày như thế này thì bà bán bao nhiêu tiền ạ? 300 nghìn một cái. 300 nghìn à? Ví dụ làm như thế này bao nhiêu ngày ạ? Nhất 2 ngày. 2 ngày? 2 ngày đạt 300 nghìn. Các bạn thử xem là có vào công không ạ? Không vào công đâu, cái này đam mê luôn. À, đam mê đấy ạ. Thực ra đấy, bây giờ những cái thanh niên trẻ trẻ như tầm tuổi của mình hoặc là có thể lớn tuổi hơn cũng không, bây giờ không biết được đan được những cái thổ công như thế này nữa các bạn. Chỉ có các bà, các cha, các mẹ ngày xưa thì cũng mới có thể có những bàn tay khéo léo như thế này. Bây giờ người ta đi làm công, người ta 300 nghìn một công, mình làm 2 ngày đạt 300 nghìn đúng không? Ừ. Ờ. Nhìn rất là đẹp luôn. Có ông ý, ông các bạn đi. Có thể nhìn chi tiết đấy ạ. Vì cái này nó có thể đan từng chi tiết vào những cái mắt. Nhìn đây. Không đơn giản gì. Vâng, không đơn giản một chút nào. Bây giờ để mình lấy cái thanh này. Lấy do như quả áp này. Nó đạt ra thì nó sẽ chi chít như thế này này các bạn. Đó, và phải có cọ nữa. Lấy cỏ non, cỏ bánh tẻ. Cỏ non, bánh tẻ ạ. Một bàn tay của nghệ nhân đan nón rất là khéo léo. Chúc bà hôm nay bán được nhiều nón nha bà nhá. Một ngày anh em mình đi hình lại không gian trưng bày của huyện Lục Yên mình các bạn. Không gian trưng bày đất ngọc. Giờ cũng khá là muộn và cũng khá là đói rồi, anh em mình sẽ di chuyển đi về và ngồi đến chỗ nào để anh em mình ngồi ăn uống trước. Em thấy người ta đang là mâm cái gì vậy? Bà xin ăn kém. À, cái đấy thì gian hàng của xã nào cũng có một cái mâm để cơm để mấy anh em trưng bày còn ngồi ở đấy và uống rượu, giao lưu các bạn. Được ăn đủ không? Đó. Được ăn đủ. Chắc là anh em mình sẽ chuẩn bị di chuyển đi về.
khá là muộn rồi, khá là đói vì bây giờ cũng hơn 12 giờ các bạn. Và các phần thi bây giờ cũng gần xong rồi. Mình cũng không ghi hình đội nào thắng nữa. Mình sẽ để chữ trên cái chạy trên màn hình là đội nào thắng và cái hình ảnh của không gian đội đấy lên để mọi người biết. Bây giờ thì anh em mình sẽ di chuyển đi về nhỉ. Khá là đói. Nên là bây giờ nói chuyện nó hơi vấp rồi. Không có hơi rồi. Đó, những cái hình ảnh mà anh em mình đi chơi các bạn. Không gian đất ngọc. Chắc là mình cũng xin di chuyển đi về. Tạm thời kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của mình. Cái hội chợ quê này thì sẽ được diễn ra vào 3 ngày liên tiếp các bạn. Nên là mình chỉ ghi hình ngày hôm nay thôi. Còn hôm rồi thì hôm qua thì khai mạc thì cũng có những cái màn bắn pháo bông các bạn. Ở tại bờ hồ Lục Yên này. Màn bắn pháo bông ở đây. Buổi tối, nhưng mà mình tối mình lại không ra đây ghi hình các bạn. Trong ban ngày thì buổi sáng ngày hôm sau thì mình sẽ mới ra đây. Thôi đi về thôi. Anh Yên hơi nhút nhát nên là không bắt được cô em nào, không làm quen được cô em nào cả. Chưa bắt được nên là chưa muốn về. Đấy. Vẫn còn lưu luyến đúng không? Đi đến gian hàng của xã mình trước các bạn.